Những cơn mưa trái mùa có thể xuất hiện vào chiều tối nay ở Nam Bộ, chủ yếu tập trung dọc từ Đồng Nai xuống Kiên Giang. Lượng mưa không lớn nhưng dễ kèm theo gió giật và sấm sét nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo chuyển mưa dông sau khoảng 16 giờ, còn trước đó trời vẫn nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Nhiều nơi khác ở Nam Bộ cũng nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ và các nơi khác trong khoảng 31 đến 34 độ. Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Phước Long 35 đến 36 độ.